Tí cơ, lấy lên. Lấy lên thì để đây cho em ấy chơi. Cho kia nó qua đầu chỗ kia kìa Trung ơi. Mặc áo đấy nó sợ lắm, cho nó cho con khủng long kia kìa. Rồi áo phơ phao ra đi, nó không hợp đâu. Chui vào trong con khủng long này. Áo phao đấy không có tác dụng gì với nó đâu. Nó sợ ấy, kiểu nó đéo rồi. Với lại nó đã bị ám ảnh là cái áo đấy không giúp đỡ được gì nó. Đây cho đây, cho đây. Để nó lăn đúng chỗ sâu. Vâng.